Cho các bản tin nhanh 24/7, truy xét kinh hoàng trên quốc lộ, một người tử vong. Mặc dù nhiều ngày trôi qua, nhưng người dân sống dọc quốc lộ 21B thuộc địa bàn phụ dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi vì vụ hỗn chiến kinh hoàng xảy ra vào chiều ngày 13 tháng 3. Vụ hỗn chiến đã khiến anh Nguyễn Văn Hắc, sinh năm 1984, trú tại phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tử vong do thương tích quá nặng. Là một trong những nhân chứng khiến vụ việc, anh Nguyễn Văn Sê, trú tại Phù Vân, thành phố Phủ Lý, Hà Nam, tỏ vẻ sợ hãi kể lại cuộc hỗn chiến với chúng tôi. Theo lời anh Sê cho biết, vào khoảng 16 giờ ngày 13 tháng 3, khi anh đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng la hét lớn ở quốc lộ 21B. Biết có chuyện xảy ra, anh Sê vội chạy ra thì vô cùng sợ hãi, nhìn thấy nhóm thanh niên đi xe Toyota 16 chỗ, dùng hung khí chém nhóm thanh niên 3 người đi xe máy. Lúc này, nhóm thanh niên đi xe ô tô cầm dao, kiếm, còn 3 thanh niên đi xe máy, dùng tiếp sắt, mang theo chống trả rất quyết liệt. Nhưng vì số lượng áp đảo, không khống chế được nhóm 7 người đi xe ô tô, nên nhóm xe máy tháo chạy. Tuy nhiên, một người trong nhóm đi xe máy đã bị chém trọng thương và lao vào cửa tiệm làm tóc bên đường. Sau khi sự việc xảy ra, anh C cùng một số người dân khu vực đã nhanh chóng thông báo với cơ quan chức năng. Nhận được tin báo quần chúng, lực lượng công an tỉnh thành phố Phú Lý, công an tỉnh Hà Nam đã nhanh chóng có mặt hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc. Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi chúng tôi, ông Phạm Quốc Hoàng, trưởng công an xã Phù Vân cho biết, khi công an xã Phù Vân đã đến nơi phát hiện một thanh niên bị trọng thương, đang trong tình trạng nguy kịch, nên công an xã đã cùng số người dân nhanh chóng đưa người này đi cấp cứu tại bệnh viện. Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Hắc, sinh năm 1984, trú tại phường Lê Hồng Phong. Nạn nhân Hắc bị chém 2 nhát vào cơ thể do vết thương quá nặng nên không qua khỏi. Nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, công an xã đã báo lên công an lãnh đạo thành phố Phủ Lý. Kết quả ban đầu điều tra cho biết, xác minh được người trực tiếp gây ra cái chết cho anh Hắc là một thanh niên ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Sau hôm án mạng xảy ra, nghi phạm và những người liên quan đã bỏ trốn. Được biết, nạn nhân Hắc là con trai nhất trong một gia đình có 2 anh em. Nạn nhân Hắc đã tử vong, có vợ và một cậu con trai. Tuy nhiên, vợ và con trai sinh sống tại Sài Gòn, thỉnh thoảng mới về chơi thăm nhà. Được biết, bố mẹ Hắc mở một quán internet gần nhà, sống tại địa phương. Hắc không gây gổ với ai. Hiện vụ việc trên đang được lực lượng chức năng tỉnh Hà Nam tích cực điều tra làm rõ. Cảm ơn quý vị theo dõi clip này. Hẹn lại video clip tiếp. Nhớ like, share.